danh với tám chữ vàng Bác Hồ dành tặng vẻ vang dạng người. Phụ nữ ơi chung ý mình, nếu cao sớm chuyên cần hai chữ đào đang tự hào, phụ nữ biết nghề xây dựng gia đình nay đây trên quê hương ta, xây dựng gia đình tuổi đời thanh xuân trẻ đẹp duyên dáng, biết mình thương chồng tha thiết yêu con vẹn tròn, chỉ yêu chữ yêu mẹ cha. Sống cho phải.